Alo, được rồi, cảm ơn bà con. Sáng nay chúng ta học cái kinh 36 là cái gọi là cái cội rễ của đấu tranh. Có một chuyện mà chúng ta bắt buộc phải nhìn nhận, đó là hễ còn là phàm phu á, thì trong mỗi người đó đều gọi là kín đáo, gọi là tàng ẩn những cái nguy cơ bất thiện. Hễ còn là phàm phu á thì chúng ta đều kín đáo tàng ẩn những cái là nguy cơ bất thiện. Đừng có nghĩ là mình là một người có học, một người là tánh tình mát mẻ hiền lành, một người liêm sĩ, một người gọi là tri túc đạm bạc, một người gọi là thông minh trí tuệ, một cái hành giả tinh tấn miên mật, rồi mình gọi là hơn người khác về cái mặt này, cái mặt gọi là tàn ảnh cái nguy cơ bất thiện này. Kể còn là phàm phu thì tất cả những cái nguy cơ đó nó đều đầy ắp, và chẳng qua đó là do ba cái điều kiện mà tôi nói hoài đó, ba cái điều kiện gọi là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và cái môi trường hiện tại đó, do ba cái này của mình nó khác nhau, cho nên những cái nguy cơ đó nó được giấu kín hay là nó lộ liễu chỉ vậy thôi. Ba cái nguy cơ đó có bị còn ba cái điều kiện có bị còn nhớ không? Tức là do cái tiền nghiệp, bây giờ mình sinh ra trong cái cảnh giới nào, trong cái môi trường nào, chuyện đầu tiên là do tiền nghiệp, thứ hai là khuynh hướng tâm lý, mình là người là thích sinh tử hay là cầu giải thoát đó, hoặc là cái khuynh hướng tâm lý nó còn nhiều lắm, mình là phiền não nhiều hay là phiền não ít, nhưng mà hễ còn là phàm phu thì ít nhiều đó chỉ là tương đối thôi. Nó mà nó gặp điều kiện phát triển đó, thì coi như là nó như nắm sau mưa vậy đó. Rồi cái thứ ba là cái môi trường sống. Môi trường sống đây nó gồm có bốn, đó là sống ở đâu, thường gặp ai, thường nghe gì hay là đọc gì. Hai cái nói chung là thường nạp cái gì á, cái đầu mình thường nạp cái gì, và cái thứ tư là mình thường hành động, mình thường sống ra sao. Thì đây được gọi là những bốn điều kiện hiện tại nha. Thì cái hồi nãy tôi mới vừa nói đó, hễ còn là phàm phu thì chúng ta luôn tàng ẩn vô số những cái gọi là nguy cơ bất thiện, những cái điều kiện khả dĩ phương hại đến cái tâm tư và đời sống tinh thần của mình. Ví dụ như tôi nói mình có lịch sự cách mấy đi nữa đó, thì cái khả năng mà ăn thịt sống của mình đó, nó không có mất. Mình bây giờ mình tắt thở cái chuyện mình sanh làm con mèo, có ăn chuột hay là con beo, con cọp, con rắn, rít, cái gì đó là cái chuyện rất lớn, cái khả năng nó rất lớn. Mang thân người, ăn học, trí thức, sang trọng, lịch sự, sạch sẽ, nhưng mà cái khả năng mà ăn phân người nè, ăn thịt sống rất lớn, không có mất. Bây giờ hãy phiền não còn thì những khả năng đó còn. Chính phiền não là cái điều kiện để dẫn tới những cảnh giới đó. Nhớ cái đó, cái tham, cái sân, cái si của mình mỗi ngày. Tôi nhắc lại, các vị có 8 cái bằng tiến sĩ thì nữa, mà hễ tham sân si nó còn đó thì cái khả năng mà ăn thịt sống, cái khả năng ăn phân người nó vẫn còn đó, vì cái hai cái khả năng đó nó dính liền với tham sân si. Nhớ cái đó nha, nhớ cái đó. Thầy dịch nhất. Chuyện thứ hai, dầu chúng ta có sống một mình ở ngoài hoang đảo, chúng ta có là một người gác hải đăng, chúng ta có là một người sống cô đơn trên núi cao đi nữa, thì cái khả năng mà tương tranh á, giành giật mâu thuẫn xung đột của chúng ta rất là lớn. Là vì sao? Vì chính kinh này nè,
Đức Phật nói vậy. Ngài dạy cho mình sáu cái lý do, sáu cái điều kiện, sáu cái nguyên nhân mình đã dẫn đến cái sự tương tranh, xung đột, đấu tranh, mâu thuẫn. Hễ mà sáu cái đó nó còn ở trong lòng mình á, thì coi như cái khả năng mà tương tranh xung đột nó vẫn còn đó. Có nghĩa là thấy thấy mà hiện tại mình sống ngoài hoang đảo, thấy mình sống trên núi cao, rừng sâu, mình tưởng là mình là người đã gọi là lìa xa nhân thế rồi, nhưng mà không. Tạm thời như vậy chứ nay mai mà sắp mình trở về phố, trở về rừng, trở về với cộng đồng, trở về với đoàn thể thì là cái khả năng mà gây gổ, xung đột, tương tranh, mâu thuẫn ấy nó vẫn là cuồn cuộn trong người của chúng ta. Cho đến bao giờ mà chúng ta còn có cái sân si, sân hận đó, phẫn nộ, hiềm hận, đây mình hiểu là một một cặp nha. Có nghĩa là còn bất mãn này nọ, còn so đo, còn tị hiềm, còn có cái chuyện gọi là ác cảm, ghét thương người nọ, người kia đó, thì cái khả năng mà mâu thuẫn xung đột vẫn còn nguyên vẹn đó. Và bà ổng, tôi nhớ tôi có nói rất là nhiều lần, ở đâu có thích thì ở đó có ghét, ở đâu có thương thì ở đó có ghét, ở đâu có thích thì ở đó có sợ, có chán. Đó là một cái luật. Chỉ có cái người không còn thương thích ghét sợ nữa đó thì họ là mới gọi là dứt hẳn những cái cặp gọi là cảm xúc và tình cảm gọi là đối lập đó thôi nha. Cho nên nó hãy mình thấy ở đâu mà có nhắc đến phẫn nộ, hiềm hận là mình biết là cái người đó còn thích cái này cái kia, còn thích cái này cái kia đó thì người đó mới còn phẫn nộ, hiềm hận. Thì thích cái gì? Thích trong năm dục. Chính vì còn thích trong năm dục mới còn tâm sân. Nhớ nha, cái câu này cô phải ghi nha. Còn thích trong năm dục mới còn tâm sân. Cái người đắc thiền á, tạm thời hết thích dục cho nên họ cũng hết thích sân. Và chính vì hết thích thì tạm thời hết sân cho nên họ cũng tạm thời không có thích dục, vì cái hai cái đó là một cặp. Còn thích trong dục, dục đây có nghĩa là còn thích nhìn cái này, nghe cái kia, ngửi cái nọ đó. Còn thích thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nữa. Thì kể còn thích năm cái này thì dứt khoát 1.000%, chứ không phải là 100% mà là 1.000%, như là chúng ta còn có cái để bất mãn, còn có cái để mà hiềm hận, phẫn nộ nha. Luôn luôn mà là như vậy, ông chỉ cần nhớ cái câu thần chú đó thôi. Còn cái thích là còn có cái bất mãn, mà cái bất mãn nó chính là một cái tên gọi khác của đau khổ. Các vị về suy nghĩ kỹ đi coi, cái bất mãn nó là một tên gọi khác của đau khổ. Thí dụ như bây giờ là trước cái là nóng nè, lạnh nè, đói khát, bệnh hoạn, gây gổ, những cái đó là một, đối với một quý vị mà đã đắc thiền thì coi như là vô nhiễm, nói chi là đối với một quý vị thánh tam quả trở lên là vô nhiễm. Có nghĩa là các ngài không có vì cái nóng quá, lạnh quá, đói khát hoặc là bị thương tích, bệnh hoạn mà các ngài bị khổ tâm, không có. Cái người không có tâm sân mà không có bị cái đó, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Còn hễ mà mình còn thích cái này thích cái kia, còn thích chăn êm nệm ấm thì mình còn bị khổ khi mà cái điều kiện sống nó quá eo hẹp. Đây là một sự thật, tôi nói lại, đây là một sự thật. Khi mà chúng ta quá coi nặng cái chăn êm ấm, khi mà chúng ta còn thích ăn ngon mặc đẹp á, thì có nghĩa là chúng ta rất là khó sống trong những cái điều kiện túng thiếu. Khi mà chúng ta còn có cái người để mà yêu đương, nhung nhớ, tơ tưởng, thì có nghĩa là chúng ta sẽ rất đau khổ khi mà ở gần cái người mình ghét, hoặc là phải xa cái người mình thương. Tin tôi đi, đó là một sự thật nha. Khi tôi nhắc lại, khi mà mình còn có cái người để mình thương yêu, nhung nhớ, tương tư, luyến ái, thì chắc chắn là mình sẽ rất đau khổ khi xa người đó, hoặc là khi phải sống gần cái người mà mình ghét. Còn khi một cái người không có quan tâm đến cái chuyện mà thương yêu đặc biệt ai đó nha, thì cái chuyện mà phải sống gần kẻ kẻ thù, cái mình không ưa nó không có, thậm chí trong lòng họ không có kẻ thù, chứ đừng có nói là thoải mái với kẻ thù. Thí dụ như Đức Phật, cái người ghét ngài rất là nhiều, nhưng mà không có ai là kẻ thù của Đức Phật hết, chỉ có người ta xem Phật là kẻ thù thì có, chứ ngài mới ghét ai hết. Vì sao? Vì ngài cũng không còn với người nào nếu mà ngài gọi là ai luyến, thương nhớ, tương tư, không có. Cái đó là cái là sự thật. Hãy còn có cái thương người nào đó thì chắc chắn cái khả năng ghét ai đó rất cao. Cho nên thích, thương thích nó là một cái khổ gián tiếp
bởi vì nó là nó tạo ra cái ghét sợ, mà cái ghét sợ nó chính là một cái tên gọi khác của đau khổ. Nhớ tất cả đau khổ trong đời nó đều là cái sự bất mãn, nó gọn là nó là sự bất mãn. Mình đau quá mình cũng sống trong tâm trạng bất mãn, đói quá cũng sống trong tâm trạng bất mãn, nóng quá lạnh quá côn trùng chích đốt tốt ha, nắng gió mưa sương lặp 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 là những cái trục trặc của tâm sinh lý làm cho mình không thấy thoải mái, đều được gọi là tâm sân, đều được gọi là sự bất mãn hết. Mà có điều thì mình gọi nó bằng cái tên, bằng những cái tên nghe nó hơi khác biệt, chứ thật ra cái gốc nó lên chính là bất mãn, chính là tâm sân hết nha. Rồi mà hễ mình còn có cái thương thích ghét sợ thì cái khả năng mà tương tranh xung đột mâu thuẫn đương nhiên vẫn còn nguyên. Tại sao mà tôi phải sống gần cái người đó, mà khi mà tôi ghét cái người đó rồi á ha, thì làm sao mà tôi có thể im lặng, tôi nhịn được một ngày hay làm sao tôi nhịn được một tuần, làm sao tôi có thể tục tôi im lặng trong một tháng, 2 tháng, 3 tháng, thế nào cũng có một ngày mà nó bùng nổ thưa quý vị nha, thế nào cũng ngày bùng nổ, thì cái ngày đó là cái ngày mà gọi là nảy sinh ra cái tương tranh xung đột và mâu thuẫn đấu tranh nha. Một cái điều nữa đó là ngày dạy là khi nào mình còn sống ở trong cái gọi là phẫn nộ hiểm hận ấy, thì có nghĩa là cái ngày đó mình chưa có hết mình với tam bảo, trong đây 9 ngày nổi, 9 ngày dạy như vậy. Khi mà mình còn sống quá nhiều với gọi là từ phẫn nộ hiểm hận ấy, thì có nghĩa rằng là chúng ta đang là dần dần bước rời xa tam bảo, mà nói nặng hơn đó là đang gọi là trong từng phút bất kính tam bảo. Bởi vì nếu mà chúng ta mình là điện thờ bảo thì chúng ta không có rước mấy cái của nợ mà thù oán bất mãn sân si vào trong lòng của mình nha, nhớ cái đó. Ở trong Trung Bộ Kinh, cái bài kinh Lưỡi Cưa đó, bà con ghi dùm cái đó, ghi dùm cái kinh Lưỡi Cưa đó, trong đó Đức Phật có dạy rất là rõ, cái rõ rõ đầm rồi còn rốt ráo nữa. Này các tỳ kheo, nếu một tỳ kheo mà bị ai đó dùng cưa đó mà cắt ra nó thành từng khúc, mà vị ấy khởi cái tâm mà gọi là bất mãn, căm thù hờn giận, thì ta nói rằng vị tỳ kheo ấy vẫn chưa làm theo cái lời dạy của ta, vẫn chưa là đệ tử của ta nha. Sẽ làm ơn xem cái kinh Lưỡi Cưa giùm. Nhớ cái đó, nhớ nhớ cái kinh nó dạy. Nhưng mà dĩ nhiên hồi nãy tôi có nói kinh này là kinh rốt ráo á, cái lời dạy này là dạy rốt ráo, bởi mình còn phàm mà làm sao mà không nổi điên được. Nhưng mà đó là sự thật, ngày dạy ai mình đem các ngươi ra cưa thành từng khúc mà các ngươi vẫn còn có cái tâm mà hờn giận căm ghét, thì các ngươi chưa có làm trọn vẹn lời dạy của ta, thậm chí chưa có là đệ tử của ta. Vậy đệ tử thứ thiệt của Đức Phật là như vậy đó, là dầu bị cuộc đời giày xéo thế nào thì vẫn trước sau như một, chỉ vẫn có lòng là đại bi đại từ đối với chúng sinh khác. Rất là khó, nhưng mà phải có đọc những bài kinh đó mới biết rằng cái nội dung lý tưởng thật sự của Phật pháp là cái gì. Ở đây không phải ngày kia mình gồng nha, ở đây không phải ngày mai kia mình gồng, mà ngày ngày dạy rằng toàn bộ cái vấn đề của thế giới nó được khởi đi, nó được bắt đầu từ cái nhận thức. Mình nhận thức như thế nào đó để không còn thương thích ghét sợ, mà khi không còn thương thích ghét sợ đó thì mới không có cái chuyện phẫn nộ hiềm hận nha. Rồi tiếp theo ngày cái là ngày ngày nói cho mình nghe từng cặp cái số 1 là phẫn nộ hiềm hận, cái thứ hai nữa nó là giả dối và não hại. Ở đây tiếng mình ta xa thầy giá là nghĩa cái tôi gì là não hại, nhưng mà theo tôi đó thì có nghĩa là mang trá đó. Có nghĩa là mình xấu quá ra, nhưng mà mình muốn người ta nghĩ mình tốt, mình tốt ít á, mình muốn người ta tốt nhiều, mình muốn người ta nghĩ mình nó tốt nhiều, đó gọi là mang trá, đó gọi là giả dối đó. Nha, tôi nhắc lại, mình xấu mà mong người ta nghĩ mình tốt, mình tốt mà mong người ta nghĩ mình tốt nhiều, mong mọi người nhìn mình bằng một cái tấm lòng kính ngưỡng, gọi là vượt xa cái mức thực tế, vượt xa cái mức thực tế, sống như phàm nhưng mà mong được người khác coi như thánh, thì là gọi là gia sa thầy giá, nhớ nha, là vậy đó. Tức là sống như 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 phàm mà mong được người khác coi như thánh, muốn được hưởng thụ nhưng mà mong được người khác á tưởng lầm mình là người tri túc thiểu dục, dốt như con bò ấy đó, mà mong người khác coi mình là uyên thâm bác học.
Giới luật thiền định chánh niệm đều không có, nhưng mong người khác nghĩ rằng mình có những thứ đó. Cái mong đó là chính mình biết chứ không ai biết hết á nha. À, dầu mình có hèn có tồi cách mấy rồi, nhưng mà cũng phải tối thiểu giữ cái liêm sĩ, đó là đừng có mong như vậy, đừng có mong như vậy. Bị miễn người ta đừng có đụng tới mình là mình mừng rồi, đừng có chém mình là mình mừng rồi, chứ mình đừng có mình mà mong người ta nghĩ mình là thánh, là cái chuyện đó rất là bậy, bởi vì sớm muộn nó cũng xảy ra. Mà như vậy thì các người, mình nếu mà chuyện đó mình đừng có mong nha, đừng có mong. Mà hãy người còn sống ở trong một cái tâm trạng như vậy đó, thì cái tâm trạng mà gọi là dối mang trá đó, thì vẫn còn có khả năng tương tranh. Cái chuyện này bắt buộc mình phải thấy một người chân thành trung thực, hả, chân thành trung thực, không sống nạ, không xài thêm phấn son, giả trá, thì cái người đó không có khả năng, người không có khả năng gọi là xung đột mâu thuẫn. Mà chính vì mình còn có cái lòng gian đó, cho nên chuyện đầu tiên là mình rất là ghét những đứa gian khác. Chứ nếu mình là người trung thực thì mình sẽ không thích hoặc là không gần người gian khác, là chứ mắc gì phải ghét hết. Mình là đóa hoa, nó là cái phân, người mắc gì phải ghét. Nhưng mà chính vì mình cũng là một đống phân, cho nên mình nhìn đứa khác, mình nghe cái mùi của nó là mình đã biết nó giống mình rồi, mà mình còn biết cả cái đường đi nước bước của nó nữa, cho nên mình đoán ra như vậy, nên mình mới nổi dịch, mình mới nổi điên lên, các vị hiểu không? Chứ nếu mình là người chân thành trung thực thì mình đâu có mắc mớ gì mà mình nó giận của đứa gian, bất quá mình tránh nó thôi. Nhưng mà tại vì mình cũng có cái máu gian trong người, cho nên nếu mình gặp đứa gian mình chịu không có nổi, mình tham mình gặp nó cũng tham, mình gian mình biết nó cũng gian, mình mới nổi điên lên, bởi vì mình biết là nó đang giành cái miếng ăn của mình, nó đang giành giật cái địa bàn của mình. Đó, cho nên đây là cũng là đây là cái nguồn gốc của đấu tranh, của mâu thuẫn và xung đột, nhớ nha. Tôi nhắc lại lần nữa, nếu mình là người lành, người thiện, mình đạo đức, mình trong sạch, mình thanh tịnh, thì cũng không có cần thiết phải mong người khác biết. Nói chi mà mình như một con bồi, mà tại sao mình lại mong người khác hiểu tốt về mình? Mà khi mà mình sống như vậy đó, nghĩa là mình rất là luôn gọi là mình luôn luôn trong cái tình trạng sẵn sàng để xung đột. Là tại sao? Tại vì mình gian mà, tôi nhắc là tại vì mình gian, cho nên nó là mình rất là dễ nhận ra kẻ gian khác. Mà thay vì người trí họ nhận ra để mà họ tránh, họ nhận ra để mà nhận ra vậy thôi. Còn riêng mình á, mình nhận ra để mà mình đấu tranh, tranh mình tiêu diệt đối phương. Cho nên cái giả dối nó cũng là một cái điều kiện để mà dẫn đến cái mâu thuẫn xung đột. Cái tiếp theo là cái tật đố sang tham, cũng vậy, tật đố tức là ganh tị, mà sang tham tức là bủn xỉn nha. Tật đố là ganh tị đó, tại đây là cái từ xưa 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 ở trong Hán Tạng. Rồi cái tật đố sang tham, cái tật đố đây tức là ganh tị, và cái sang tham đây là cái bủn xỉn, nhớ nha. Thì có một, các vị xem giùm tôi cái kinh gọi là kinh Đế Thích Sở Vấn Trường Bộ, các vị vị xem giùm đây kinh Đế Thích Sở Vấn Trường Bộ Kinh, à, Đế Thích Sở Vấn Sakkapanha Trường Bộ Kinh. Thì trong kinh đó, Đế Thích Vương Đế Thích, vua cõi Đao Lợi, xuống hầu Phật và hỏi Đức Phật là vì đâu chúng sanh trong đời này cứ luôn luôn là tương tranh, luôn luôn là mâu thuẫn và xung đột. Thì đương nhiên Đức Thế Tôn có tới 1.000 lời cho cái câu hỏi đó, tùy tùy người mà ngài trả lời. Não đó là gốc của tương tranh xung đột mâu thuẫn, nhưng mà phiền não gì thì tùy người. Có người thì ngài nói chung chung thì nó là phiền não, là lậu hoặc. Có người ngài chỉ nói gọn là tham ái, có tham dục. Có người nói chung chung là tham ái, có người nói rõ là tham dục. Nhưng mà riêng trường hợp này đó thì Đức Phật nói ngài chọn ra hai lý do, ngài nói là do cái gọi là ganh tị và bủn xỉn. Ganh tị là không muốn người khác được gì, không muốn người khác được gì, còn bủn xỉn là không muốn mình mất gì. Thì khi sống trong cái tâm trạng là phân biệt được và mất, bỉ và thử, bỉ tức là kia mà thử là đây, nhớ nha. Thì khi bố còn sống ở trong bốn cái tâm trạng này nè, tức là còn bốn còn sống quẩn quanh, còn vướng kẹt, còn nặng lòng với bốn cái phân biệt này nè, là dứt khoát còn có tương tranh. Bậc thánh sống không có phân biệt với bốn cái này. Tôi nhắc lại, bỉ thử được mất, bỉ là từ người ta mà thử là mình, ha,
bỉ là kia, thử là đây đó, đây với kia. Còn được với mất á, là khỏi nói mà con hiểu rồi, được cái này cái kia về tinh thần vật chất, mất cái này cái kia về tinh thần vật chất, thì cái ganh tị á chính là không muốn người ta, tức là không muốn cái bỉ đó, không muốn người ta được cái gì. Còn bủn xỉn là không muốn mình bị mất cái gì khi mà mình còn sống quẩn quanh trong bốn cái phân biệt này nè, bỉ thử được mất đó, thì dứt khoát là chúng ta còn cái khả năng, còn cái nguy cơ tương xung đột và mâu thuẫn. Hồi nãy tôi có nói dù mình có cô đơn một đời, quạnh quẻ trên núi cao rừng sâu hoang đảo, mà đó hễ là phàm đó, thì cái khả năng mà gọi là mâu thuẫn xung đột nó luôn luôn bỏ ngỏ. Bây giờ mình thấy cái ông nó sống 40 năm mà không gặp ai hết, mình nghĩ chắc cái mầm mống mà gây gỗ xung đột ổng mất là sai. Bây giờ đem ông trở về sống chung với gọi là cộng đồng, với thấy nó lòi ra, nó lòi ra. Hoặc là bây giờ ông chết, ông sanh vô kiếp khác, thì coi như mọi thứ trở lại như cũ. Mọi nỗ lực của chúng ta đời này nó giống như là cái viên sỏi mà luyện ao bèo vậy đó, tức là nó chỉ tách cái mặt bèo ra trong vòng có 1 giây là nó khép lại như cũ. Nghĩa là mọi nỗ lực chúng ta trong mỗi kiếp sống nó nhiều lắm á, nhiều lắm á, thì nó cũng chỉ tạo ra một cái sự thay đổi nhẹ và rất nhỏ trong một cái tích tắc sanh tử thôi nha. Họ nói như vậy bà con sẽ có người hoang mang, ủa vậy mình tu hành mình được cái gì, thì nói rõ, tôi xin nói rõ, gieo duyên, chỉ là gieo duyên thôi, gieo như nào cái duyên nó đủ rồi đó thì nguyên ao bèo đó nó sạch bách nha, nó sạch bách. Còn hễ mà cái duyên nó chưa đủ đó thì gọi là chỉ là gieo thôi, gieo duyên tức là dành tiền đó, chỉ là để dành tiền mua cái máy thôi. Rồi khi nào đủ tiền thì tự nhiên mình lấy cái máy mình hút hết lấy cái bèo cám ở trên 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 trên, trên mặt 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 ao nha. Còn bây giờ mình đang để dành tiền xu mà cái máy nó tới mấy tỷ lần, cái máy nó tới mấy tỷ đô la lần, cho nên mình mỗi kiếp mình chỉ để dành có 1 xu, 2 xu, 10 xu. Có kiếp nào mình tu khá quá mình để dành được 5 đồng, 3 đồng, còn đa phần là mỗi kiếp mình chỉ để dành có 1 xu, 2 xu thôi nha, nhớ nha, xu 2 xu. Cho nên là không phải mình tu mình không có được cái gì, mình chỉ, nhưng mà phải nói rõ là mình phải nhớ rõ đó, là khi mà công viên quả mãn mình không có gì để kiêu ngạo. Cái câu này quan trọng nè, cái câu này phải ghi nè, trước khi mà mình là kết tụ là hoàn tất cái đạo nghiệp đó, thì mình không có gì để tự đắc tự mãn, bởi vì tất cả chỉ là viên sỏi luyện ao bèo thôi. Trước khi mình đắc đạo thì không có mãn, còn khi mà mình đắc đạo đó thì đúng, còn đáng, cái đó là cái đáng để mình tự mãn, thì tiếc thay cái lúc đó mình không còn mua, không còn tự mãn, không còn khả năng tự mãn nữa. Tôi nói câu này nghe rất là kỳ, không, khi mình còn phàm nó không có gì để khoe hết, quý vị không có gì để khoe hết. Cái này kinh nói chứ không phải tôi nói. Nếu Phật ngài dạy rằng phàm phu có được cái gì đi nữa đó ha, thì cũng giống như con dồi mà nó nằm trong đống phân vậy. Cái này không biết trong kinh có đọc cái này không ta, nó khổ chứ là cái kinh mình, cái râm mình nó mà đọc cái này tôi nhớ tôi có đọc, có giảng cái kinh này. Mà nói là phàm phu mà có được cái gì á thì cũng giống như con dồi mà nó nằm trong đống phân thôi, không có gì để khoe hết, bởi vì nó mình đang nằm ở trong cái vũng lầy sinh tử mà. Mình có tinh tấn, có thiền định, có trí tuệ cỡ nào nữa là cũng lúc trong cái cõi sinh tử nha. Khi mình đắc đạo rồi đó thì mình mới thật sự là sạch sẽ và thật sự là một con người vệ sinh, thì lúc đó là mình nếu mà muốn khoe là khoe lúc đó đó, nhưng mà nó khổ thật đó, mình hết muốn khoe rồi. Bởi vì sao? Vì cái chứng đạo nó chính là gì, chứng chứng đạo chính là cái khả năng xóa sạch bỉ thử được mất. Mà nếu mình không còn sống trong cái ý niệm bỉ thử được mất thì mình khoe cái gì, mình dùng cái động lực động cơ nào khoe, nó khổ như vậy. Bởi nên tôi nói trên đời này chỉ có một thứ duy nhất để khoe, đó chính là cái tánh không có muốn khoe. Nhớ nha, đó. Trên đời này không có cái gì để khoe hết, chỉ có một thứ đáng khoe thôi, đó là cái tánh không có thích khoe. Thì tự mình liệu như vậy thì mình có thể khoe lúc nào, mình chỉ có thể khoe cái lúc mà mình không còn muốn khoe nữa. Mà khi mà mình không còn muốn khoe nữa mà mình lại đi khoe là tôi không muốn khoe nữa, thì lúc đó chúng ta cũng chưa phải là cái người có cái để khoe. Cái câu nghe nó hay kỳ kỳ, kỳ kỳ, nhưng mà sự thật nó là như vậy nha. Ngoài cái tâm mà không muốn khoe ra đó
cái tâm nó nghe nó gọn nhưng mà nó sâu lắm. Cái tâm mà không muốn khoe là gì? Là cái tâm không còn thương, thích, ghét, sợ. Cái tâm hoàn toàn vô nhiễm, tâm hoàn toàn gọi là sạch sẽ, không còn bốn cái phân biệt bỉ thử được mắt. Cái tâm đó được gọi là tâm không muốn khoe, nhớ nha. Rồi tiếp theo là cái gì ta? Ái dục và tà kiến. Ái dục và tà kiến là cái gì? Ác dục và tà kiến có nghĩa là muốn nhiều. Ác dục đây là nghĩa là muốn nhiều hơn cái mình có, cái muốn nhiều hơn cái mình có. Và cái tà kiến ở đây ấy, nó có nghĩa là tà kiến ở đây là thường và đoạn đó. Thường kiến là có ba, mình đoạn kiến có ba. Các vị sẽ thắc mắc tại sao mà gọi là kinh Phạm Võng có nói đến 62 tà kiến mà tôi giảng còn có ba, thì tôi xin nói rõ, gom gọn lại thì là như vậy, nha. Thường kiến có ba mà đoạn kiến có ba, làm ơn ghi giùm cái này. Thường kiến có ba là cái gì ta? Là tin, là thấy rằng, có một cái đấng chí tôn, bất tử trường sanh, trọn quyền ban phước tha tội và sáng tạo muôn loài. Đó là tin. Cái này cái nhận thức thứ nhất, cái tà kiến thứ nhất là thấy rằng có một cái đấng như vậy, đấng chí tôn sáng tạo muôn loài và trường sanh bất tử, có thể ban phúc tha tội cho muôn loài. Cái thứ hai là thấy rằng có một cái tôi trường cửu vĩnh hằng, là tin rằng có một cái thế giới nào đó cũng bất tử vĩnh hằng, đời đời bất diệt. Như vậy thì ba cái này gom chung lại gọi là ba cái thường kiến. Tức là tin vào có một cái cõi nào đó, tin có một cái đấng gì đó, và tin có một cái tôi, có một cái tôi đời đời kiếp kiếp không mất. Tin ba cái này được gọi là và thường kiến. Thì giờ quý vị có vô ở trong trường trường bộ, các vị có lục lạo sắp xếp phân loại cỡ nào đi nữa, thì tôi bảo đảm là chỉ có ba cái này thôi, chỉ có ba cái này thôi. Thường kiến các bạn, ba cái này. Bây giờ các vị có muốn cỡ nào cũng có ba cái này, là ba cái thường đó. Một là tôi có một cái đấng nào đó là thường hằng, có một cái tôi thường hằng, và có một cảnh giới thường hằng. Rồi tiếp theo là đoạn kiến cũng có ba, đó là vô hữu, vô hành và vô nhân. Vô nhân kiến cho rằng mọi thứ đó không có cần đến yếu tố nhân duyên, thay vì mình phải hiểu mọi thứ ở đời do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất, không có gì là ngẫu nhiên. Sự có mặt của một hạt cát, của một hạt mè, của một sợi tóc phải cần đến 1 tỷ điều kiện. Tôi nói 1 tỷ đây, nhiều người tưởng là chắc tôi có ý đen, nhưng thật là tỷ nghĩa đen. Điều kiện đơn giản như mình nghĩ đâu. Ví dụ như mình hỏi tại sao có một đứa bé ra đời, thì mình cứ tưởng đơn giản tại vì có một cặp nam nữ thì có đứa bé. Sai bét. Sai bét, nó còn vô số. Tại sao cái cô nó cũng không có bầu với thằng tí, mà tại sao có bầu với thằng tèo? Tại sao không có bầu năm trước trước mà tại sao có bầu năm nay? Một đứa bé mình tưởng nó đơn giản, nhưng mà đơn giản là bây giờ mà mình thấy một cái hột mè, mình tưởng nó là hột mè nó nhỏ xíu xìu xiu, rồi như vậy thì chắc là vì tại do mình trồng mới có nó. Nhưng mà không, nó có tới 1 tỷ cái điều kiện, là cái vị có biết không? Nó tới 1 tỷ có nghĩa là tại sao hột mè nó không trồng ở chỗ này mà phải trồng ở chỗ kia nó mới mọc. Rồi cái điều kiện độ ẩm, rồi nước, rồi gió, mưa sương, rồi phân bón, đất đai, bao nhiêu thứ điều kiện. Hoặc là bây giờ quý vị trồng xuống mà có thằng nào nó nhổ lên, hoặc là quý vị trồng xuống mà bị kiến, bị côn trùng là nó ăn sập bách, nó lấy gì nó lên nha. Cho nên cái chỉ 1 tỷ ở đây đó là tôi nói không có nhiều đâu, có nghĩa là. Nhưng mà cái người mà bị mắc cái vô nhân kiến nữa, cho rằng mọi thứ là ngẫu nhiên mà có. Rồi thứ hai là vô hành kiến. Vô hành kiến này do rằng không có thiện ác gì hết. Thiện ác chẳng qua nó chỉ là cái tên gọi cho các kiểu hành động mà thôi, chứ không có cái chuyện mà thiện cái này cho quả lành mà ác là cho quả khổ. Cái đó không có, cái đó chuyện đó là chuyện tào lao, chuyện quan đường, chuyện quan tử nha. Khi mà mình hiểu như vậy đó gọi là mình bị dính vào cái vô hành kiến. Còn cái vô hữu kiến có nghĩa là mình phủ nhận triệt để những gì mà mình không thấy được, không hiểu được, không chứng minh được, không tin được, để gọi là vô vô hữu kiến. Hiểu không ta?
Vô hữu kiến là phủ nhận triệt để những gì mình không thấy được, không biết được, không tin được, không chứng minh được. Những cái nói chung là những cái nó ngoài tầm hiểu biết của mình thì mình phủ nhận triệt để. Ví dụ như kiếp trước kiếp sau luân hồi quả báo thiên đường địa ngục những loài phi nhân khuất mài khuất mặt, hay là các cái bậc thánh nhân ở đời tuy là họ cũng là xương thịt như mình nhưng mà họ thành tựu tuệ giác chấm dứt phiền não không còn luân hồi. Ví dụ như những cái chuyện đó mình đâu có lấy mắt mình nhìn được, mãi mình không thấy được, nghĩa là không không có sao mình chứng minh được là trên đời này có một người mà không còn tái sanh. Có gì chứng minh cách nào? Thế là chỉ cần mình không chứng minh được thì coi như cái đó không có trên đời này, rồi cũng trên đời này cũng không có những cái loài mà khuất mài khuất mặt vô hình vô tướng cũng không có. Để mình không thấy cũng không có, mình không thấy không tin không hiểu không chứng minh được thì là không có. Đại khái như là giống như bây giờ tôi là đang ngồi ở xứ nóng thì tôi không tin trên đời này có một cái chỗ toàn là nước đá mà chỉ có gấu trắng hải cẩu và viên cánh cụt, tôi không tin dốc, bởi vì tôi chỉ biết là chỉ có trong tủ lạnh là ngăn đá nó mới có nước đá thôi, chứ tôi không có hình dung được có một cái chỗ nào trên cái trái đất này mà toàn là nước đá không, nó tôi không tin nha. Mà nhất là nghe nó có những cái con gấu trắng rồi có chim cánh cụt rồi có hải cẩu rồi ở đó có cái điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt như thế nào thế nào thế nào, lặp 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 mỗi người ở đó là đều phải ở trong nhà, mà chỉ có các nhà khoa học các nhà thám hiểm những tay du lịch mạo hiểm mới tới đó chứ người thường mới tới đó. Thì tôi nghe tôi không tin hỏi cái trên đời làm gì có cái chỗ mà nó lạnh dữ thần vậy, tôi chỉ biết xứ nóng thôi nha. Rồi như vậy thì ở đây chúng ta thấy đó, nếu mà kể ra đó cho đủ sáu đó thì có cái gì ta, ở đây có cái vấn đề, đây nó có cái vấn đề nè, lừa đảo và mang trá là ma gia sẽ thấy như như vậy. Thì chúng ta thấy nó có một cái cặp mà chúng ta bỏ qua thì nó là giả dối và mang trá như vậy, không biết trong rừng có thấy không, các vị có thấy cái giả dối và não hại không, ở đó là giả dối và não hại. Rồi bên dưới mới nhắc lại lừa đảo và mang trá làm được, ở đây làm được, nếu mà giả dối rồi xong xuống dưới là lừa đảo mang trá như vậy thì cái giả dối nó khác cái mang trá là lừa đảo chỗ nào. Như vậy chữ não hại đây là mình phải hiểu riêng nha, đây là cái hiểu riêng. Hồi nãy tôi nhìn cái giải dối này tôi lại nghĩ là cái trời, cho một chút mình kỹ chỗ này là được, tại tôi nghĩ đó là một cặp Maya Sathya mẹ thì ta thì các vị cho tôi Bali được không ta, tôi giờ tôi đi tiền nó mệt quá thì tại đây tôi mới đọc ngày hôm qua tôi quên thì ở đây phải hiểu riêng Makhi. Cái này mình đã giảng rồi nha, cái này mình đã giảng rồi, Makhi Palasi này mình giảng rồi rồi. Hay quá, có giọt mưa quá hay. Makhi ti pare sanguna makkalakana sang mặt kia nó sẽ mang cái tô tuy dù các gà các cái này mà nó sẽ mang cái tô mặt kia thì phải là sang gũ nè mặt mặt cái này là cái mặt kia nó sẽ mang cái tô. Cái lợi cho mình đó là mình học cái này mình học bằng cái học bằng cái bản bản Pali cái gì biết không, chứ còn nếu mà mình ngồi mình đọc cái bản tiếng Việt không phải là mình chết, chứ cái này chết là chết chắc, cái này là chết chắc. Các vị chờ cho một tí, các vị muốn làm gì làm đi, tôi chỉ cần có 3 giây thôi, tôi sẽ cung cấp cho các vị một cái.
Cái cặp này chúng ta phải hiểu cái này nha, làm ơn ghi dùm cái này là bà con quay trở lại cái chỗ này giùm tôi, bà con quay trở lại, bà con quay trở lại. Cảm ơn bà con theo dõi nãy giờ, hãy cần chút mà học trong lần cho nó đã nha. Cái mắt khi ba la sát đây đó, ghi viết cho tôi hai chữ đó đi. Mắt khi ba la sát đây có nghĩa là cái cặp này nó có nghĩa là không chịu nổi, không không kham được với cái đức lành của người khác, rồi tìm cách gọi là dìm hàng, thì gọi là mắt khi bá la sát. Nhớ cho vậy, dìm hàng người khác. Dìm hàng người, cái chữ dìm hàng nghe nó đời quá đi, nó sao ta, các vị hiểu không? Mắt khi bá la sát đó là chà đạp cái hay của người khác, hạ bệ người khác. Không, cái hạ bệ là nhẹ, cái hạ bệ thì nó hơi nặng, còn cái này là cái hay người ta, mình cách mình hạ bệ là khi nào mình ta đang ở trên ngôi cao của này, không phải nghĩa là tôi thấy vì có cái gì đó hay hay là mình cách tôi không muốn người khác thấy. Cái mà mắt cái đó là vậy đó, cái ý của nó là vậy đó, có nghĩa là cái này là dành cho người khác, còn cái ma gia sa thầy giá đó, mà các vị nhớ tôi chữ đi, ma gia sa thầy giá, ma gia sa thầy giá đó là mình không ra gì mà lại muốn được vinh danh đó, đó là gọi là ma gia sa thầy giá. Còn cái mắt khi ba la xá này có nghĩa là người còn người ta đó, thì mình lại muốn bao nhiêu cái hay của người ta, mình muốn 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 giấu hết, muốn cho muốn giấu hết, muốn đừng có ai mà biết tới, đừng đừng có nhầm cái này với cái ganh tị, nó là một chuyện khác nha. Còn cái này là cái này, cái gì, cái này đây là một cái động tác cụ thể đó, là động tác cụ thể dìm người ta xuống, động tác dìm người ta xuống. Nãy giờ có mấy chữ tôi không đồng ý là chèn ép rồi hạ bệ rồi dìm hàng, mấy chữ tôi, nhưng mà cái ý gì đó có nghĩa là mắt khi bá la xá là mình tìm cách mình xóa sạch cái dấu vết hay ho của người khác. Còn cái ma gia sa thay giá có nghĩa là mình tìm cách mình đăng mình lên mặc dù mình không ra gì. Còn cái mắt khi bá la xá là người ta có hay cách mấy đi nữa thì mình cũng tìm cách là mình cho nó mất đi. Đó là hai chữ bắt buộc phải các vị phải nhớ nha. Cái đúng rồi, là cái ý vậy thôi, cái ý vậy là cái ý, cái cô đây có cái phân phân cho sư phạm ghi là tìm cách không cho điều khác được biết, cái ý nó như vậy đó. Cái mắt mắt khi ba la xá thì là ví dụ nào vừa dìm hàng, cái chữ thì nó rất là đời, thậm chí nó rất là thông tục, nhưng mà cái ý nó như vậy, nó có nghĩa là cái hay người khác thì mình dìm xuống, gọi là mắt khi ba la xá, mắt khi ba la xá. Còn mình không ra gì mà mình lại từng cách mình ngôi lên để cho người ta vinh danh thì nó gọi là ma gia sạp thì giá. Thì hai cái này đều là nguồn gốc của đấu tranh hết nha, hai cái này đều là nguồn gốc của đấu tranh hết. Có nghĩa là hễ mình còn có hai cái này thì khỏi giải thích, cái vị cũng hiểu rồi. Hễ mình có hai cái này là bắt đầu là mình có đấu tranh, có xung đột, có mâu thuẫn với người này với người kia. Cái mắt kia phải là mắt kia phải là xá và ma già sạp thì giá, nghe hai cái tên thì Pali rất là xa lạ với mình, nhưng mà thật ra là hai cái cặp này nó luôn luôn nó tàn ẩn kín đáo, nó nằm đầy, nó nằm tràn ngập bên trong cái tâm cảm của mỗi phàm phu nha. Mắt khi ba la xá, tôi có thể tạm mình gọi mình tôi kêu là cái có bị nhớ trong tiếng Hán có cái chữ gọi là lăng tài đó, tức là mình mến người tài đó. Thì cái khả năng đó không phải ai cũng có đâu quý vị, cái khả năng đó mình gặp người ta hơn thì mình phải biết có điểm mình vượt, có cái là mình phải biết rằng người ta đáng quý về cái mặt nào đó chứ. Nếu mà cái người đó người thiện, người thiện, một trong những đặc điểm điểm của người thiện là mau chóng nhận ra cái hay của người khác để mà tôn quý, thương mến, trân trọng, và mau chóng và sẵn sàng
nhận ra cái xấu của người khác để mà bao dung, tha thứ và chịu đựng. Đó là đặc điểm của người tốt nha, đặc điểm của người tốt. Thấy cái gì hay của người ta đó là mình tôn trọng nó, đó, tôn trọng nó, tạo điều kiện cho nó phát triển. Còn thấy cái gì xấu thì mình sẵn sàng bao dung, tha thứ, độ lượng và chịu đựng. Đó là đặc điểm của người lành. Tại sao mà chư Phật hiếm hoi như vậy? Là bởi vì cái người mà sống đúng với tinh thần này không có nhiều lắm, cực hiếm nha, cực hiếm. Thấy người ta có cái hay mà thì mình lại quý, mình thấy người ta có điều xấu thì mình chỉ bao dung. Cái tâm hồn đó là chỉ có ở người mẹ thôi quý vị nha, cái suy nghĩ đó là chỉ có người mẹ thôi. Chỉ có người mẹ mới có thể vui với cái hay của con và sẵn sàng bao dung, độ lượng, tha thứ, chịu đựng cái dở của con. Không biết trong tâm này có còn nhớ bài kinh Từ Bi không? Khi nói đến chữ từ bi, Đức Phật này dùng hình ảnh dễ hiểu chứ, dễ hiểu chứ, còn đúng ra là nếu mình nói rốt ráo là phải dùng hình ảnh của Đức Phật, của chư Phật đối với chúng sanh. Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử nha, nhưng mà cái câu ái đó luôn có thích nhưng mà cái ý thì đúng. Trong kinh Từ Bi các vị còn nhớ trong đó có cái câu thế này nè, là hãy thương muôn loài như là người mẹ mà thương đứa con duy nhất của mình. Thì tôi biết trong đêm mình nãy giờ tôi nói hai kinh là nhiều người nghe rất là phong thần. Cái kinh thứ nhất là kinh Lưỡi Cưa trong Trung Bộ á, thì ngài dạy rằng đó là vị tỷ kheo nào mà bị cưa cắt nhiều khúc mà còn có cái sân tâm á, hờn giận thì đó không phải là đệ tử của ta. Còn bây giờ là lầu thêm một cái kinh khác nữa, đó là hãy thương yêu muôn loài như người mẹ mà thương đứa con một, đứa con duy nhất của mình. Đây là hai cái bài kinh phải nói là chua lắm, chua vô cùng, coi như là khó làm, nhưng mà mình phải hiểu đó là sự thật, là trên đời có người đã làm được hai bài kinh đó nha. Trên đời này có, trên đời này có những người đã làm được hai bài kinh đó. Thì dĩ nhiên tôi nhớ bên ngôn ngữ Tây phương nó có một câu thế này, hãy nghĩ đến cái gì mà nó hãy nghĩ đến cái tốt nhất để được cái tốt hơn. Mặc dù có một lúc tôi nói các vị là đừng bao giờ, tôi hãy nói gì hãy nghĩ đến cái tốt hơn chứ đừng bao giờ nghĩ đến cái tốt nhất, là ý của tôi. Nhưng mà tôi đang nhắc nhắc đến một câu danh ngôn của Tây phương đó, họ nói là hãy nghĩ đến excellent để mình được better. Đó là cũng một, nghe hai câu có vẻ mâu thuẫn nhưng mà cái ý mình hiểu ta muốn nói cái gì. Thì bây giờ đó mình không có thể được như là hai bài kinh đó, bài kinh Lưỡi Cưa và bài kinh Từ Bi nha, mình làm sao làm được hai bài kinh đó. Nhưng mà ít ra hai bài kinh đó nó cứ treo ở trên đầu của mình đó, thì ít ra hai bài kinh nó nói 1.000 thì mình làm cũng được 1-2, còn hơn lắm làm. Và mình phải có niềm tin sắt son là trên đời này có người làm được chuyện đó, nhớ nha. Cho nên đó là cái ma cái mắt khi ba la xá có nghĩa là chịu không nổi cái hay của người khác. À, mình hiểu nôm na vậy đi, mắt khi ba la xá là chịu không nổi cái hay của người khác rồi tìm cách dìm nó xuống, che nó lại không cho ai thấy. Còn cái ma da sa thay giá là tìm cách trương mình ra, đưa mình ra, thì mặc dù mình chỉ là một đống rác thôi. À, đó là bên Nam đọc hai bài kinh đó. Đây mình đọc cái kinh nữa là kinh kinh tương tranh đó, thì ngài dạy rằng khi mà một rồi cái cuối cùng cái này mới ghê nè, ác dục có nghĩa là muốn muốn nhiều hơn cái nhu cầu mình có. À, muốn nhiều hơn trong cái nhu cầu của mình. À, muốn nhiều hơn cái nhu cầu và muốn cái mà mình không xứng đáng với nó. Các vị nghe kịp không? Ác dục ở đây có nghĩa là muốn được nhiều hơn cái nhu cầu thật sự, rồi cái gì nữa? Muốn có được những thứ mà mình thật ra không xứng đáng với nó được gọi là ác dục. Cảm ơn, đúng rồi. Muốn nhiều hơn nhu cầu, muốn cái mà mình không xứng đáng với nó thì được gọi là ác dục. Nha, cái dục nào không có dục nào mà tốt hết trơn, không có dục nào là thiện hết đó. Nhưng mà ở đây phải hiểu như vậy, nó gọi là ác dục pabicca là như vậy, muốn nhiều hơn cái nhu cầu. Ví dụ như bây giờ mình cần mình đói ăn phát uống cái chuyện đó thì ok ai cũng vậy, nhưng mà mình lại muốn ăn ngon mặc đẹp, đó là ác dục là một. Thứ hai nữa là trong cái vai trò cái vị thế của mình, cái thế giá của mình không đáng được như vậy. Ví dụ như bây giờ mình mong đó là mình là tăng ni mà mình mong đi đến đâu cũng được người ta rải hoa rồi người ta che lọng, thì đối với tôi đó là ác dục, đối với tôi đó là ác dục. Bởi vì trong kinh ghi giải thích là muốn nhiều hơn nhu cầu, muốn được đó là một, và muốn được cái mà mình không xứng đáng mà nó. Thật ra mình nói cái chuyện mà thầy tu mà đi trên cái thảm hoa tươi rồi che lọng thì theo tôi cái đó, theo tôi thì hình như nó hơi quá. Thì dĩ nhiên trong rung đừng có nhiều người nghe này nổi điên,
các vị cũng có sư phụ, các vị nói không, sư phụ tôi là cao tăng, sư phụ tôi là lập 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 lập. Xin thưa, có lần đó một vị vua trải vải trắng từ cái sân 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 rồng tức là cái sân mà trước cung điện ấy, trải lên tới 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 cái tầng thứ bảy vải trắng. Thì Đức Thế Tôn đi đến đó, trong kinh nói ngài không, ngài nhìn thấy cái tấm vải đó ngài không có dẫm lên, mặc dù cái đức độ Thế Tôn thì ngài dẫm lên tới cái gì cũng được cái chân ngài, nhưng mà Thế Tôn không có dẫm lên. Ngài đứng ngài nhìn, ngài ngài dừng lại là ngài nhìn ngài A Nan. Thì ngài A Nan mới nói với ông vua đó, ông vua đó tên là ông vua đen đó, ngài A Nan lúc không hiểu lý do, chỉ biết là Đức Thế Tôn không muốn đi thôi, cho nên ngài A Nan mới nói thế này: đại vương cho người dẹp giùm cái tấm vải này, Thế Tôn không có muốn bước lên đó vì cái lòng đại bi nghĩ đến chúng sinh đó, các bạn nhớ chưa? Thì ở đây trong kinh giải thích tại sao cái chữ đại bi là sao, thì đúng ngày nay ngài hiểu rất là đúng, nhưng mà ngài hiểu có một phần thôi. Đại bi là sao, bởi vì và các vị biết ngày xưa vải đó, vải nó là dệt bằng tay, chứ là xưa làm gì có máy. Ngày xưa để có được miếng vải mà làm khăn mui xoa của mình bây giờ nè, để được miếng vải đó là các vị biết mất biết bao nhiêu thời gian, biết bao nhiêu thời gian, chỉ riêng cái công khó thôi nha, chứ chưa nói cái chất liệu ở đâu mà có cái vật liệu để mà làm vải. Quý vị phải có bông sợi, phải có tơ tằm, mà các vị mà có được cái chỉ mà chỉ cô tông á, có được cái chỉ mà chỉ tơ tằm á, chỉ riêng hai thứ đó thôi, ở đâu mà ra để có được hai cái đó là nó cần kinh khủng lắm nha. Rồi có rồi phải ngồi dệt từng cọng từng cọng từng cọng, quý vị biết được một cái khăn mua xoa, khăn khăn tay của mình là nó mất rất là nhiều công sức thời gian. Mà bây giờ nguyên một cái cuộn vải trắng tinh vậy đó, trải từ ở dưới sân mà trải lên lầu thì chỉ để là người ta dẫm lên người ta đi, thì các vị nghĩ biết bao nhiêu người mà họ nghèo họ nhìn cái đó họ xót, hoặc là cái người mà không có đức tin Phật pháp họ nhìn cái đó họ nổi điên lên, và điều đó là bất bất lợi cho họ, bởi vì cái người đi trên đó là Đức Phật mà nha. Cho nên ngày nay ngày chỉ hiểu cái đó, hiểu cái đó thôi, hiểu là cái tôn không có muốn nhiều người họ bị bất mãn, họ bị bức xúc cái chuyện đó, cho nên là ngài chỉ nói tóm tắt là Thế Tôn vì lòng đại bi nghĩ đến chúng sinh khác mà ngài không có dẫm lên, đại vương cho người dẹp đi. Nhưng mà nó còn có một chuyện nữa, đó là ông vua đó ổng muốn có con, ổng muốn có con mà ổng không có dám nói thẳng với Thế Tôn, ổng mới nghĩ trong bụng là Thế Tôn là cái chuyện gì ngài cũng biết, nếu mà mình có khả năng có con á thì Thế Tôn sẽ dẫm lên tấm vải này mà đi, còn nếu mà ngài không không chịu đi lên có nghĩa là mình thua rồi. Thì đúng lúc đó Đức Thế Tôn ngài có hai lý do mà ngài đang chỉ hiểu có một thôi, thì ngài đứng lại, ngài có dẫm lên thì ông vua biết là thua rồi, thua là đi. Vua ở đó ổng hai vợ chồng ổng từng có một kiếp ăn rất là nhiều trứng, chìm thuyền rồi trôi vào hoang đảo không có gì ăn, toàn ăn trứng chim không à. Mà trong đó nó lúc họ ăn họ cũng biết, họ biết là trong đây có những cái mầm sống, có những mầm mầm sống, có những con chim non nó chưa có tượng hình đấy, họ biết chứ. Nhưng mà vì đói họ vợ, họ ráng họ vẫn ăn ăn để mà đừng có chết đói. Thì ăn cái trứng bây giờ mình phải nói là trứng gà công công nghiệp ấy, thì nó không có tốt bằng cái trứng gà nuôi tự nhiên chăn thả tự nhiên không. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm là cái trứng gà mà gà đi bộ, gà mà nuôi nuôi trong điều kiện tự nhiên thả rông ấy, thì cái trứng đó cái điều kiện mà nó có con nó rất lớn. Cho nên Phật tử mình nếu mà cái gì thích ăn organic, cái gì mà thích ăn bio thì tùy, nhưng mà riêng cái trứng thì nên cẩn thận, nên phải hỏi người ta nha. Chứ ăn ăn trứng trứng mình từ Việt Nam mình nói năm nay kêu là có trống, nó rất là nguy hiểm, mà có thể là có con nó có cái khả năng mà tự hình nó rất lớn. Rồi như vậy thì ác dục á, khi nói thì ác dục là nó bao la như vậy đó, cái việc nó bao la như vậy nha. Bao la như vậy có nghĩa là mình muốn hơn cái nhu cầu, muốn có hơn cái nhu cầu cần thiết, và thứ hai là muốn có cái mà mình thật sự không có xứng đáng, đó là ác dục. Còn cái tà kiến nữa tôi giải thích rồi, rồi cái cuối cùng đó là cái chấp trước tà kiến, chấp trước sở kiến là sao, có nghĩa là dầu cho mình có học Phật pháp thì mình cũng không có nên coi kiến thức Phật pháp của mình là tuyệt đối, nói chi đó là những cái là nhận thức sai lầm của mình nha, nói chi. Cho nên tôi nhắc lại, cho dù mình có thuộc lòng kinh điển Tam Tạng đi nữa thì mình phải nhớ rằng là kiến thức của mình luôn luôn trong tình trạng cần nâng cấp, cần chỉnh sửa.
Bởi vì mình nói mình học thuộc lòng, nhưng mà cái hiểu của mình nó đang nói cái hiểu á, tâm trạng mình biết sao là chỉ có chuyện đó thôi, nhưng mà cái hiểu của mình là phải luôn luôn trong cái tình trạng cần được chỉnh sửa, cần được nâng cấp. Trong room thì thế nào cũng có người ngạc nhiên, ủa học kinh thì trong kinh giải thích sao mình hiểu vậy, tại sao cần nâng cấp, cần chỉnh sửa. Tôi nói luôn cho biết nha, cái người mà hiểu đúng hoàn toàn cái nơi kinh này sẽ là thánh nhân, đó là một. Thứ hai là mỗi một cái vấn đề giáo lý có thể hiểu được nhiều cách. Đây là lý do tại sao mà có cái vị đệ nhất đa văn, mà tại sao có cái vị đệ nhất trí tuệ trong trong cái hiểu được này không ta? Alo, các vị có thấy được hai cái này không? Đệ nhất đa văn là thuộc sạch bách sạch sành xanh tuốt tuần tuột tất tần tật không sót cái gì hết. Nhưng mà cái đệ nhất trí tuệ là sao? Cái này kinh nói chứ không phải tôi nói, cái này là trong tiểu bộ kinh nói nha. Tiểu bộ kinh nói, tiểu bộ kinh mà cái phần mà trưởng lão tăng kệ nó nói rất rõ tại sao tôn giả sẽ là phật được gọi là đệ nhất trí tuệ, là vì một vấn đề thôi, một câu nói thôi, một chữ thôi, ngài có thể hiểu ra ngàn nghĩa, ngàn phương diện, ngàn khía cạnh. Cũng giống như ngài Mục Kiền Liên được xem là đệ nhất thần thông, là trong nháy mắt ngài có thể biến hiện thần thông với ngàn cách. Cái chữ ngàn đây mình phải hiểu nhầm là nghĩa bóng, nghĩa là nhiều lắm nha. Thì ngài sẽ phát như vậy, ngài sẽ phát trong tương ưng bộ kinh mình học rồi, mà quý vị quên, trong tương ưng bộ kinh mình học rồi. Có lần đó ngài nói rằng nha, chỉ một chữ Phu Tát là being ấy, là hiện hữu, một chữ đó thôi, ngài có thể nói 7 ngày 7 đêm mà vẫn chưa hết. Kinh nói chứ không phải là tôi nói nha, ngài nói một chữ đó thôi, là một chữ đó thôi. Ngài nói một chữ Bồ Tát thôi, chữ hiện hữu, hiện hữu của nhân, hiện hữu của quả. Hiện hữu của nhân là sao? Là của thiện, của ác, của thiền, của dục, mà ngài nói suốt vậy đó. Chỉ riêng cái hiện hữu, hiểu nhân hiểu quả đó, là ngài hiện hữu của danh, hiện hữu của sắc nha, nhân quả danh sắc. Chỉ bốn cái đó là ngài có thể nói một chữ Bồ Tát, ngài nói suốt 7 ngày 7 đêm. Tại vì tưởng tượng, còn nghĩa là trong tâm trạng mình có biết bao nhiêu chữ mà ngài chỉ lấy cái một chữ đó thôi, thì kinh dị như vậy, như thế đáng nể như vậy, thì sợ đó. Phải đọc mà thấy sợ đó. Trong khi cái biết của mình là bao nhiêu, cho nên cái chuyện mà chấp trước cái sở kiến, có nghĩa là ôm chặt cái biết của mình, đó là một cái, một phải nói đó là một cái dấu chỉ cho thấy là mình đang có vấn đề rất là nặng. Nhiều người cứ tưởng là mình hay rồi tự đắc, nhưng mà họ quên một chuyện rất là tiểu học, rất là sơ đẳng, đó là khi mà anh thấy anh hay đó, có nghĩa là cái biết của anh nó có vấn đề. Tin tôi đi, cái này cái việc ít nhất cái đầu của mình không phải là cái chỗ để nội nón nha. Cho nên bây giờ tôi đóng cái room này lại, quay về suy nghĩ có đúng như vậy không? Khi mà mình còn thấy mình hay, có nghĩa là cái thấy của mình nó có vấn đề, trong khi cái người mà thật sự mà thứ thiệt đó, nếu mà họ còn phàm nó, mà người trí tuệ thứ thiệt đó, thì họ thấy rằng cái biết của mình luôn luôn trong cái tình trạng cần chỉnh sửa, cần nâng cấp, thì hỏi là mình hãnh diện cái gì? Đó là một. Còn nếu mình là bậc thánh thì các ngài thấy rằng là nhất thiết giai không phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thì lấy cái gì mà kiêu ngạo đây? Là thánh là thôi, mình rước cái ngài quan qua, mình nói để nói về mình. Mọi cái biết của mình dầu bao nhiêu sách vở trong thiên hạ nằm hết trong đầu của mình thì sao? Bước một, ta chỉ là cái tẩu sách thôi. Bước hai là ta phải nhận thức hiểu biết cái gì ở trong cái mà mình đã thuộc lòng ấy, chứ đâu phải là ta thuộc lòng hết tất cả sách trong trong cái vũ trụ này là xong đâu. Mình mới là cái tủ thôi. Bây giờ vấn đề là mình hiểu gì mới ghê nè. Đó. Mà tất cả những cái hiểu của mình đều ở trong cái tình trạng cần nâng cấp, cần chỉnh sửa, thậm chí có cái phải đập hết xây lại nữa. Tôi cho các vị biết có những cái biết mà phải đập hết xây lại. Giống như là quý vị nghe cái chữ mình, cái từ đó họ đầu nó từ bên cái ngành xây dựng, nhưng mà sau này người ta dùng cho bên thẩm mỹ, đập hết xây lại. Còn bên ta bây giờ sáng nay mình học thêm một cái nữa là cho vấn đề kiến thức, cho vấn đề nhận thức của mình đập hết xây lại. Có những thứ thì cần nâng cấp chỉnh sửa, nhưng có những thứ mà đập hết xây lại thì anh lấy cái gì để mà anh kiêu ngạo? Mà tôi nhắc lại cái câu cuối cùng để khép lại buổi giảng sáng nay, đó là chúng ta có là ai đi nữa, chúng ta có sống một mình hay là sống giữa đoàn thể đám đông,
thì có sáu cái khả năng là có thể dẫn đến tương tranh xung đột và mâu thuẫn, nó luôn luôn nó tiềm ẩn ở trong người chúng ta. Vấn đề của bài kinh này không phải chỉ là nói đến cái chuyện mà nguyên cơ mâu thuẫn xung đột mà còn nói ghê nữa. Hễ anh còn có cái khả năng mà mâu thuẫn xung đột thì điều đó có nghĩa là anh có khả năng tự khổ và làm khổ người. Đó, tự khổ và làm khổ người. Và anh còn có khả năng chung chạ với người khác. Cho nên ở trong kinh á, gọi cái giải thoát bằng nhiều cái chữ rất là hay. Một là cái chữ gọi là mốc khá. Mốc khá, ai biết giùm tôi ta? Mốc khá. Rồi quý mốt tí là ra khỏi. Nhưng mà còn có một cái chữ nữa, đó là chữ nissarana, là xuất ly. Chữ ná này chấm dưới. Thì các vị còn nhớ cái câu tam quy không? Tức là bút thăng xá năng đó. Xá năng là dựa, là tựa, là nương. Mà Nisarana là không còn còn dựa vào, không còn tựa vào nữa, gọi là xuất ly, gọi là giải thoát. Cái người thật sự là hiểu đạo đó, đặc biệt là người liễu đạo và chứng đạo đó, thì gọi là Nisarana. Có nghĩa là dầu họ có quy y tam bảo, họ cũng không có tựa vào tam bảo, cái kiểu như con nít dựa mẹ, nên gọi là Nisarana. Đó là đối với cái thiện đó. Họ nhìn Đức Phật để họ đi theo, chứ họ không có tựa vào Đức Phật như đứa bé dựa vào mẹ. Cho nên gọi là Nisarana, đó là về thiện. Còn đối với cái bất thiện đó, thì cái Nisarana có nghĩa là họ không có dây dưa với nó nữa, họ không có lai vãng, họ không có gọi là lui tới với nó nữa. Làm ơn nhớ những cái này, cái Nisarana này có hai nghĩa. Đối với cái thiện đó, thì họ chỉ nhìn theo để học hỏi, tôn kính, ngưỡng mộ, chứ họ không có tựa vào tam bảo một cái kiểu mà trẻ con thơ ngây như là đứa bé mà dựa vào mẹ, nhớ nha. Còn mình thì sao ta? Và mình đó là mình cứ sa ná suốt đời luôn. Một là đối với cái thiện là mình dựa cứng ngắc đó, bởi vậy mới có cái chuyện là mỗi lần mà bị chuyện bị nạn đó là mới thỉnh chư tăng tụng kinh cầu an cầu siêu, rồi trong nhà thờ Phật có chuyện gì chạy vô khấn tùm lum, là cái đó là sa ná, là sa ná kiểu phàm phu đó. Là mình dựa vào cái thiện, dựa vào tam bảo, mà dựa theo cái kiểu mà đứa bé mình nằm mà dựa mẹ đó. Chứ thánh nhân họ không có như vậy. Thánh nhân thờ Phật là thờ trong lòng, kính Phật là họ kính bằng cách là họ làm theo lời Phật, nhưng mà khi gặp chuyện họ không có cầu Phật cứu cho họ. Nhớ cái này quan trọng, thánh nhân lạ vậy đó. Cho nên thánh nhân mới xứng đáng với chữ là Nisarana, có nghĩa là không có tựa vào ai hết. Họ có quy y Phật, nhưng cái quy y của họ không giống mình. Họ chỉ nhìn theo Phật, họ làm theo Phật, họ thờ Phật, nhưng mà họ không có ỷ vào Phật. Còn mình thì không có làm theo Phật, mà đụng chuyện thì vô lạy Phật, cầu xin Phật gia hộ độ trì. Hai kiểu nó khác nhau ngàn trùng biển xứ nha, khác nhau xa lắc à, khác nhau xa lắc. Cho nên cái chữ Nisarana là chữ rất là hay, hay lắm, rất là hay. Tức là đối với cái thiện thì chỉ nhìn theo để học hỏi và ngưỡng mộ đó, chứ không có mà thờ cúng thần tượng một cách gọi là mâu thuẫn trẻ con thơ ngây vụng dại. Còn đối với cái ác thì họ không có dây dưa, họ không có lai vãng với nó nữa. Thì có như vậy nó mới gọi là thật sự giải thoát và tránh hẳn cái chuyện tương tranh xung đột. Người còn có khả năng tương tranh xung đột thì người đó còn có khả năng làm khổ mình và làm khổ người. Chưa hết, người có khả năng tương tranh xung đột là người chưa thật sự có khả năng xuất ly. Bởi vì người có khả năng xuất ly thì họ không có khả năng xung đột. Như vậy mình phải ghi thêm câu này: khả năng xung đột luôn gắn liền với khả năng dây dưa với người khác. Nhớ nha, cái khả năng xung đột á, nó luôn gắn liền với cái khả năng dây dưa cùng thiên hạ, luôn luôn gắn liền. Bởi vì mình xung đột với ai? Mình xung đột với người khác chứ. Mình xung đột với người khác. Trong cái bậc thánh đó là càng lúc càng xa nhau dần dần, từ ngày Xá Lợi Phất, khi mà ngày đắc A La đắc Tu Đà Hoàn, rồi sau đắc A La Hán, mỗi ngày ngày lại Phật đó, nhưng mà ngày đó với Đức Phật hoàn toàn không giống như mà tưởng tượng. Có nghĩa là chắc hai người đó thương, hai thầy trò đó thương nhau lắm. Không, ngài chỉ ngài nhìn Đức Phật, ngài tôn kính pháp, chứ ngài không có tôn kính một cá nhân bằng xương bằng thịt như mình tưởng tượng. Cho nên khi mà Đức Phật nghe ngài sẽ là Phật đến từ giả mà là viên tịch, hoặc là ngài chuyên đá mà đem Xá Lợi, ngài sẽ phát về đó, Đức Phật có ngài chỉ cầm lên, cầm cái tấm vải mà đựng Xá Lợi, ngài đọc một loạt với bài kệ, ngài tán thán, ngài thôi. Chứ không có cái sự mà tiếc thương nhỏ lệ như phàm phu. Rồi đến ngày 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 Xá Lợi Phất tận mắt nhìn thấy ngài Upasena Văn Canh Thabota, em ruột của ngài,
bị rắn cắn chết trước mặt á, thì ngài cũng bình thản. Không phải mình nghe mình tưởng là ngài máu lạnh vô tâm, không phải, mà tại vì ngài cả hai đều biết rồi, mình là một nắm cát, em mình cũng là một nắm cát, hai cái nắm cát này đã đến nắm cát mà, thì nó liên tục thay đổi từ đời này qua kiếp khác, do cái duyên nghiệp thì gặp nhau đây, nhưng mà đã đến nắm cát thì nó rời rã đó, đã đến nắm cát thì nó không có một cái gì gọi là ABCF, để đã gọi là nắm cát thì nó không có một cái tôi, không có cái gì là của tôi, không có một cái tôi đơn thuần bất biến riêng tư nọ đó hết. Hai người nhìn một cái nắm cát đang rã trước mặt ngài vậy thôi nha, cho nên gọi là Nisarana. Người còn có khả năng xung đột mâu thuẫn là người còn có khả năng làm khổ mình của người, người còn có khả năng mâu thuẫn xung đột là người còn có khả năng dây dưa với đám đông với thiên hạ. Riêng cái bậc mà gọi là vô tranh á, vô tranh có nghĩa là Arana, vô tranh là không có khả năng mà tương tranh với đời đó, thì cái vị đó không có cái cảnh, không còn cái hứng thú trong cái chuyện mà dây dưa với người khác. Hôm nay mỗi lần mà chúng ta, hôm qua trong buổi giảng chủ nhật ngày hôm qua, tôi nói rất là nhiều chuyện mà xui là cái trục trặc máy móc cái thời pháp của tôi rất là tiếc, ngày hôm qua thời pháp của tôi rất là tiếc, và đó cũng là một trong những lý do mà tôi ở chùa này thì không có cái không có mặn mà với các pháp thoại. Không mặn mà với các pháp thoại, cho nên là không có trang bị kỹ thuật rồi uổng, quá uổng. Chứ còn cái thời tại sao bài giảng của tôi nói về, nghĩa là nó tôi hay, nhưng mà nó có lúc bị đồng, bị lên đồng, các bạn biết không, có lúc tôi lên đồng, thì những lúc tôi mà lên đồng là những lúc tôi nói nhiều nhất, nói sâu nhất. Thì phải nói nó là hôm qua tôi có nói được một kiện, đó là trong cái đời sống của mỗi người mình á, chúng ta luôn luôn giống như một cái người mà làm vườn cày xới cái mảnh đất tâm của mình á, thì mình mới có dịp mình thấy được đó là hễ còn là phàm phu thì chúng ta còn có cái khả năng tìm đến cái sự chung chạ. Và cũng trong bài giảng ngày hôm qua tôi nói chúng ta phải có cái gan, phải có cái gan lìa bỏ thiên hạ trong từng cái động thái nhỏ nhất, đó là có cái gan từ chối những cú phone, có cái năng năng có cái khả năng từ chối, không có dây dưa email tin nhắn, có khả năng từ chối những lần gặp gỡ mà chúng ta thấy rằng là lợi bất cập hại, chúng ta phải có khả năng đó. Bớt đi cái chuyện dây dưa tin tôi đi, bởi vì mình là người làm vườn, mình biết có những cái thứ nó trong trong vườn nó cần được tưới tẩm chăm sóc phân và nước, nhưng có những thứ mình phải để nó chết khô quý vị à, bắt buộc như vậy. Ngày hôm qua tôi có kể cho trong 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 cái pháp thoại đó là Đức Phật này dùng hình ảnh rất là đẹp, ngài nói rằng cái cuộc sanh tử nó giống như một cái biển lớn, một đại dương, và mỗi người trên đó là một thủy thủ với một con thuyền, mà tuyệt đại đa số phàm phu đều là lựa những con thuyền chắc chắn và chất đầy thực phẩm hành trang trên đó. Con thuyền chắc chắn là sao, nghĩa là ai cũng sống với cái ngã chấp với tà kiến dày đặc nặng nề, còn hành trang đó là gì, chúng ta thích tạo các loại nghiệp ác nghiệp thiện. Riêng cái vị thánh từ tư được tu đầu quần đó lên, là đặc biệt là vị tu đầu quần là đã cho thuyền vào bờ, phá nát cột buồm, chặt đứt mỏ neo à. Rồi lên đến cái vị mà Tư Đà Hàm, A La Hàm là chiếc thuyền đã kéo hẳn lên bờ và chờ cho nó mục nát. Và đến vị A La Hán thì cái chiếc thuyền của ngài chỉ còn là một đống gỗ mục thôi. Chúng ta phải từ bỏ dần dần những điều kiện mà đẩy đến cái cuộc tự sinh, tin tôi đi, mà những điều kiện ấy nó đầy ra trước mắt mà mình không có thấy. À, từng món đồ nho nhỏ mình thích ở trong nhà, cho đến những cái email tin nhắn trong điện thoại, những cái qua lại tù tạc ở trên Facebook, tất cả những cái đó từ từ phải bỏ bớt, bỏ bớt. À, bởi vì chúng ta phải càng bỏ bớt những cái sợi dây mà liên hệ thiên hạ một cách không cần thiết thì các vị mới bớt khổ nha. Còn hễ còn dây dưa là còn có mâu thuẫn xung đột, còn dây dưa là còn có ái luyến, mà hễ có ái luyến thì sao ta? Hôm qua các vị còn nhớ tôi giảng không? Có nghĩa là đời được gọi là khổ là vì sao? À, đối với cái mình không thích á, mình tránh không được là khổ. Còn đối với cái mà mình thích á, thì đi đi tìm nó là một hành trình gian khổ. Tìm được nó rồi phải bảo quản nó lại là một hành trình gian khổ. Mà giữ không được nó lại cũng là một hành một cái sự đau khổ nha. Đối với cái ghét này khỏi nói, đối với cái ghét mình tránh không được là khổ, đơn giản là thôi. Cái ghét mình tránh không được là khổ.
còn đối với cái mình không thích thì nó đem lại cho mình nhiều cái khổ hơn. Ừ. Tôi nhắc lại, đối với cái mình ghét nó chỉ có một cái khổ là tránh không được thì khổ thôi, còn cái ông mà mình thích cái món mình thích thì cái khổ nó nhiều, là chỗ là thích quá phải đi tìm, thì cái hành trình mà đi tìm nó khổ lắm. Rồi thứ hai, nó có rồi phải giữ. Rồi cái thứ ba, giữ không được à, nhớ nha. Ok, chúc các vị một ngày vui, và xin thưa luôn là sáng mai chúng tôi lại đi out town, đi qua bang khác. Ừ. Ở đó không biết có điều gì, chắc chắn là mai là giảm được. Rồi tới ngày 11 chúng tôi trở về âm mây nha, đường một trở về. Rồi tới ngày 16 chúng tôi đi Thụy Sĩ, rồi sau đó đi Miến Điện. À, cho nên là theo lời đề nghị của các vị thì khi nào trở về châu Âu thì chúng tôi mới giảng tiếp. Chứ còn trong bụng của tôi đó thì chủ nhật tới, xin hỏi chủ nhật tới là ngày mấy ạ? À? Alo, chủ nhật tới nếu mà được thì chúng ta vẫn giảng bình thường, tại cái chỗ tôi thì nó sướng lắm, tôi chỉ dạy ban đêm luôn thôi. Chủ nhật tới là rồi, như vậy thì ngày chủ nhật mình gặp nhau đi. Dạ, chủ nhật mình gặp nhau nha. Vậy chủ nhật mình gặp nhau đi, chủ nhật là tôi giảng. Dạ, chủ nhật giảng. Rồi cái ngày 11 thì để tôi coi, để tôi coi là cái vé, để tôi coi là cái vé, tôi trả lời các vị, tôi coi là cái vé. Cái vé tôi chưa có, cái vé tôi chưa có, nhưng mà tôi hứa là nếu mà cái vé vé đi thì có, vé đi thì tôi bay ngày mai, tôi bay 10 giờ. 10 giờ ít, ngày mai bay 10 giờ không được, em bị dịch. Mai là 8 giờ tôi phải ra phi trường này, đúng. Mới 8 giờ tôi phải ra phi trường cho nên là không có giảng được. Còn chủ nhật tới thì giảng được, chủ nhật tới thì hẹn bà con chuyện, rồi nếu mà có gì trục trặc tôi báo sau, nhưng mà tôi hy vọng 95% là mình gặp nhau chủ nhật tới, bởi vì tôi không muốn xa lớp nhiều quá, xa quá nó loãng, các bạn biết không, xa quá nó loãng. Và bà hôm tôi có nghe một vài người ở xa, mỗi người ở xa họ nói một câu mà tôi rất là xúc động, họ nói rằng chỗ này không có chùa miễu, không có tăng ni, thì cứ ngồi chờ mấy cái bài giảng trong room á, lúc thì nghe vị này nghe vị kia rất là vui. À, họ nói như vậy đó, cho nên là xin đừng có bỏ bỏ uổng. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành. Dạ. Idam me nyatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyang asuva khaya vaham kotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.